Đã bao giờ anh em nghĩ bản thân mình sẽ bỏ ra bao nhiêu tiền để sở hữu một mẫu màn hình nó gaming một tí? Tiền triệu đúng không? Quá đơn giản rồi, ai có thể sở hữu được. Tiền chục triệu sao? Sẽ là cân nhắc một số người đấy. Thế nhưng mà nói đến hàng trăm triệu thì chắc chắn là sẽ có rất ít bạn sở hữu. Thì ở đằng sau lưng mình đây, đây là mẫu màn hình có mức giá là 160 triệu. Mình xin nhấn mạnh lại, đây là mẫu màn hình có mức giá là 160 triệu và đây là màn hình gaming nha. Vậy thì màn hình này có những điểm gì đặc biệt mà mức giá nó lại cao đến như vậy? Thì trước khi đi vào phần giới thiệu mẫu màn hình này thì mình cũng phải nói trước với anh em, thì đây là mẫu màn hình mình mượn từ một vị khách rất đặc biệt của Anphat, nên là mình sẽ chỉ giới thiệu rất nhanh về mẫu màn hình này thôi chứ mình sẽ không kiểu sâu ra các thứ. Đây anh em nhìn thấy hai cái viền này đúng không? Đây không phải loa và nó cũng không phải là giải đen của mẫu màn hình này. Thực chất đây là hai tấm bảo vệ hai bên cho cái tấm viền màn hình thôi. Chắc chắn mình sẽ không bóc qua đâu. Cái này thì phải để khách bóc chứ tại sao mình lại bóc được? Thì anh em cứ thử tưởng tượng ấy, ba viền xung quanh này nó cực kỳ mỏng luôn, nó mỏng rất nhiều luôn. Còn bên dưới thì chắc chắn nó phải hơi dày hơn một chút rồi. Cái đấy là một điều không thể tránh khỏi. Rồi, ok. Vậy thì cái mẫu màn hình này chắc chắn khi so với các mẫu TV thông thường nó đã ăn đứt rồi. Còn cái mẫu màn hình gaming á, chắc chắn không có cửa. Mức giá của nó lại cao đến như vậy mà. Vậy thì ngoài cái kích thước lớn ra thì cái mẫu màn hình này anh em đoán xem bao nhiêu inch? Kiểu anh em nghĩ kiểu 55 inch đúng không? Không phải 55 inch đâu. Đây mẫu màn hình 65 inch, có độ phân giải là 4K và tần số quét là 144Hz. Đây, khi mà mình quay ra mình nhìn ở cái khoảng cách gần như này thôi mình đã thấy nó rất nét rồi. Thì thường cái mẫu màn hình to này thì chắc chắn không bạn hàng kiểu ngồi gần như mình để chơi rồi. Các bạn ngồi chơi rất rất xa lại có thể gọi là có một cái trải nghiệm tốt nhất. Thì ngoài cái độ phân giải cao này, màn hình lớn là tần số quét cao thì anh em có nói gì? Đầu tiên chính là công nghệ G-Sync Ultimate. Thực chất ra nó vẫn là G-Sync thôi nhưng nó sẽ hỗ trợ HDR cùng với độ phân giải 4K cùng tần số quét rất cao. Công nghệ Display HDR 1000 Ultra Premium. Nghe qua anh em biết là một số công nghệ ở đấy thì công nghệ Ultra HD Premium này nó sẽ hỗ trợ như kiểu là có rất nhiều công nghệ thì nhiều lắm. Bây giờ mình mà kể ra thì video này nó dài lắm. Cùng với đó là công nghệ Quantum Dot. Công nghệ Quantum Dot là công nghệ chấm lượng tử cho màu sắc hiển thị chính xác hơn này, tươi hơn này. Thì độ chính xác của mẫu màn hình này sẽ rơi vào khoảng độ 95% giải màu DCI-P3. Đây là cái mẫu màn hình có bức năng hiển thị nó giống với kiểu trong rạp phim ấy. Các cái màn hình trong rạp phim thì đều xét trên cái thang màu gọi là DCI-P3. Và cái mức delta E, tức là cái mức sai lệch màn hình ấy, nó chỉ ở dưới 2 thôi. Kiểu trên 3 với 4 thì anh em mới nhận ra được là nó sai màu nhiều đến mức nào. Còn dưới 2 so với một mẫu màn hình mà chưa mang đi cân màu thì mình thấy nó rất tốt rồi. Và xét trên khía cạnh khác thì đây là mẫu màn hình thuần gamer. Thì tức là mua về chỉ để giải trí là chính. Còn nếu mà thích thì hoàn toàn có thể làm việc được. Mà nếu mà làm việc màn hình to này chắc là sướng phải biết đấy. Rồi thì dĩ nhiên nó phải hỗ trợ công nghệ Aura Sync rồi. Thì một điểm đặc biệt đó chính là hỗ trợ ở phần đèn LED chiếu xuống. Nhưng mà anh em sẽ không thấy ở đây đâu bởi vì nó được trang bị rời. Đây để mình lấy cho anh em xem. Nó đặt riêng một cái túi. Đây em nó trông như thế này. Tức là nó sẽ gắn vào sau màn hình và chiếu cái phần logo của LG xuống. Thì mình không biết là cái phần này có thể custom theo ý muốn của bản thân không. Tuy nhiên mình thấy như này cũng đã khá ok rồi đấy. Rất ngon, anh em không sợ kiểu là dễ bị hỏng đấy. Như kiểu có cái tấm bên dưới các màn hình thông thường ấy thì chẳng may anh em động vào nó có thể rời ra. Còn cái tấm này thì anh em có thể lựa chọn là tháo ra hoặc lắp vào. Nó làm bằng kim loại nên anh em về độ bền ấy không phải lo đâu. Ngoài ra thì màn hình này sẽ có độ sáng cao nhất là đạt 1000 nit. Để cho hình dung ấy mà anh em chưa biết 1000 nit nó cao như nào. Đối với những cái mẫu màn hình thông thường khi anh em sử dụng ở trong nhà trong điều kiện ánh sáng vô cùng bình thường sẽ rơi khoảng 250 nit hoặc cao hơn chỉ là 450 nit thôi. Thế nên 1000 nit anh em biết nó cao như nào ở đấy. Cùng với đó là công nghệ âm thanh Sonic Master với bộ loa tích hợp 15W. Với công nghệ âm thanh Sonic Master để anh em có thể thấy được trên các mẫu laptop của Asus ROG này. Thì các mẫu laptop giá rẻ, cao cấp nên nó gọi rất cao thì đều sử dụng công nghệ Sonic Master này. Đây là một công nghệ âm thanh mỹ miều thôi. Tuy nhiên nó vẫn tái tạo được các giải âm thanh nghe rất tốt. Kiểu các bộ phim các thứ xem đều rất ok. Thì cái mẫu màn hình này có trang bị đầy đủ cổng kết nối, anh em hoàn toàn có thể sử dụng cái mẫu màn hình này cho công việc như kiểu là chơi game hay làm việc hoặc là sử dụng để lắp các mẫu console như Xbox One này, PlayStation. Cụ thể thì sắp tới còn ra PS5 nữa mà trang bị cái mẫu màn hình này quá là tuyệt vời đúng không? Nếu là người ta thôi, còn mình thì chắc chắn là mình chưa đủ tiền để sở hữu được mẫu màn hình này rồi. Riêng cái mẫu màn hình này thôi đã gấp đến mười mấy lần cái bộ PC ở nhà mình rồi. Thì do cái khoảng thời gian mình được mượn cái mẫu màn hình này nó không quá nhiều nên mình chỉ giới thiệu rất nhanh cái mẫu màn hình này cho các bạn thôi. Thì cái đường link chi tiết mình sẽ để ngay dưới phần mô tả video. Các bạn nếu quan tâm những sản phẩm độc lạ như bên mình ấy thì có thể đặt hàng qua website thì bên mình sẽ ship hàng về. Các bạn nhớ bấm like, share và subscribe cho kênh YouTube của Anphat Computer để không bỏ lỡ những video clip của chúng mình. Và đừng quên, mặc dù đây là thời điểm hàng khan nhưng giá sẽ không đổ và bên mình sẽ bán hàng online. Hẹn gặp lại các bạn trong những video sau.